Đó chẳng phải là công ty SVM đó sao? Họ đầu tư mạnh tay vào dự án lần này quá vậy. SVM dường như đang muốn thâu tóm toàn bộ kinh tế ở khu vực này. Thật quá là kinh khủng. Trời ơi, tiếc quá. Mấy năm trước tôi được gọi phỏng vấn mà lại không đi. Sẽ sớm thôi. Tất cả các dự án đó của công ty đấy sẽ thuộc về tay của mình. Anh ạ, tin tức lan truyền hết cả rồi chứ? Vâng anh xem qua đi ạ. Khắp nơi bây giờ đều là dự án của công ty chúng ta. Mặc dù chỉ là tin tức chưa công khai thôi, nhưng mà em nghĩ là hot lắm rồi đấy ạ. Đợi khi nào công bố ra con số thì giới truyền thông chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu ạ. Nhưng mà anh ơi, em có thắc mắc muốn hỏi. Dự án lần này của công ty chúng ta, tại sao anh lại muốn công bố ra ngoài trước? Em thấy trước đây anh đâu phải là người khô trương gõ mõ, một khoe khoang đâu anh. Thật ra tôi chỉ muốn khoe với duy nhất một người thôi. Vâng, em biết. Nhưng mà chắc là anh chưa nghe tin rồi. Hiện tại ở bên ngoài bây giờ đang có một siêu đả nữ chuyên làm việc cho các công ty lớn. Và đặc biệt cô ta ấy chỉ đi nhận việc là lấy cắp những thông tin quan trọng của các công ty khác nữa. Vậy sao? Em nghĩ hay là chúng ta tạm ngưng truyền thông lại để đảm bảo anh. Không cần phải thế đâu. Tôi cũng tò mò muốn xem khả năng của cô siêu trộm này thế nào. Chỉ cần tăng cường bảo mật là được. Dạ, em hiểu rồi ạ. Em xin phép. Siêu trộm à? Nghe cũng hay đấy. Em đã tắt hết tất cả máy quay an ninh công ty đấy rồi. Chỉ có khoảng một tiếng đấy nhá. Chỉ cần 30 phút thôi. Thật ngại quá. Xin lỗi anh nhá. Đứng lại, mời cô xuất trình thẻ nhân viên. Trên, tôi xin lỗi anh nhưng mà tôi để quên ở nhà rồi. Nhưng mà tôi là nhân viên ở đây ạ. Xin lỗi cô, vậy tôi không để cho cô qua được. Thế thì thôi vậy, cảm ơn anh. Ôi, tôi chết rồi. Tôi xin lỗi, tôi vội quá. Ui, chứ hết quần áo rồi. Thôi không sao đâu, cũng tại tôi đang vội quá. Này, tôi có mang sẵn áo dự phòng. Cô cầm lấy đi, thay đi. Không thì muộn giờ làm bây giờ. Ở đằng kia có nhà vệ sinh công cộng đấy. Cảm ơn cô nhé. Xin chào ạ, tôi là thư ký của giám đốc. Anh ấy cho bảo toàn đội bảo an tập trung dưới tầng 1 ạ. Đội trưởng gọi thật không ạ? Đi xuống thôi. Chẳng lẽ anh ta không để nó ở văn phòng à? Nhưng mà rõ ràng tình báo bảo anh ta để nó ở đây cơ mà. Chẳng biết là để đâu được cơ chứ.
Không ngờ cái tên chủ tịch này lại có thể bá đạo như vậy. Alo. Nói với đối tác là đợi tôi một lát nhé. Tôi sẽ đến ngay. Cô ta vào được đây rồi. Tôi nói phải cho bảo vệ canh gác 24/24 cơ mà. Em xin lỗi, em đã cho bảo vệ canh rồi, nhưng mà cô ta đã dùng mánh khóe để lừa cả bảo vệ anh ạ. Này, chị có biết ý, là chị suýt nữa làm tim em rơi ra ngoài luôn không? Chị liều thế. Biết đấy là tầng bao nhiêu không? Tầng 32 đấy mà chị dám nhảy ra ngoài cửa sổ như thế à? Thì đó là tình thế khẩn cấp thôi. Nếu như mà chị không làm như vậy nhá, thì chắc chắn bây giờ chị em mình đã ngồi trong tù mà ăn cơm rồi ấy. Mà thôi, cầm lấy đi. Kiểm tra thử xem, xong rồi có gì báo cáo với lão. Gì thế này? Toàn bộ những việc cô làm đã bị camera bí mật của tôi quay lại. Nếu cô không trực tiếp đến đây, tôi sẽ giao nộp nó cho phía cảnh sát. Khốn kiếp. Chị ơi, hay là mình báo về bên đó đi, báo cáo tình hình hiện tại. Không lẽ bọn họ để bỏ mặc bọn mình à? Không được, chúng ta không thể nào báo cáo tình hình này được. Nếu như bây giờ mà chúng ta báo cáo nhá, ngay cả việc chúng ta nhận tiền, chúng ta không được nhận, mà đến cả tính mạng của chúng ta ấy, cũng không thể nào mà đảm bảo được. Cho nên phải tuyệt đối bí mật, giữ bí mật, tuyệt đối không được nói ra. Nhưng mà chị ơi, em sợ lắm. Chẳng phải là nếu như bây giờ chị đến gặp hắn ta thì khác gì chui đầu vào giỏ đâu ạ? Không, chị lại không nghĩ như vậy. Nếu mà hắn ta muốn báo cảnh sát ấy, thì chắc chắn là hắn ta phải làm luôn. Chị đang nghĩ hắn ta đang muốn thương thảo gì đó với chị. Em yên tâm, chị nhất định sẽ không sao. Hay là em đi cùng chị nhá. Chị cũng biết em có mỗi chị là gia đình thôi. Bây giờ mà chị có mấy nghệ gì thì em sống làm sao ạ? Yên tâm mà chị, nhất định sẽ không sao. Anh là... Chào cô. Tôi là người gửi thư mời cô đến đây. Tôi là chủ tịch công ty FVM Vina. Bây giờ đến lượt cô đấy. Cô có thể giới thiệu về mình. Tôi muốn biết thêm thông tin của cô. Nhưng mà xin lỗi anh, tôi lại không có hứng thú muốn đưa thông tin của mình cho anh biết. Không sao hết. Bởi vì thực ra tôi đã biết những thứ cần biết về cô rồi. Cô Lan Anh, tôi quên chưa nói với cô, tôi có gắn định vị ở chiếc USB đó. Tôi là người hơi tọc mạch, cho nên có cho người tìm hiểu qua về cô rồi, về nơi ở và cả hoàn cảnh nữa. Anh nghĩ là tôi tin anh à?
Em trai cô thế nào? Có khỏe không? Tôi được biết rằng cậu ta mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng mà chắc cũng không đến mức quá ốm yếu, bởi vì cậu ta vẫn còn đủ sức hack cả hệ thống camera của công ty tôi cơ mà. Anh muốn gì? Ngày hôm nay tôi gọi cô đến đây là muốn cô giúp tôi lấy một thứ. Tôi tưởng là chủ tịch công ty này cao thượng như thế nào, hóa ra là cũng mượn danh nghĩa của người khác để lấy được thứ mà mình muốn à? Tôi không lấy thứ của người khác, tôi lấy thứ thuộc về mình. Ok được thôi, nếu như mà tôi làm theo thỏa thuận thì anh phải đáp ứng yêu cầu của tôi là phải gỡ định vị ở địa chỉ nhà của tôi đi. Tôi sẽ giao cho cô chiếc camera này để cô yên tâm hợp tác với tôi. Hoàn toàn không có bản sao chép đâu, vì tôi đã giao nó cho cô, cho nên cô đừng thất hứa nhé. Anh yên tâm, Lan Anh này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thất hứa là gì. Nhưng mà nhiệm vụ của tôi là gì? Chẳng lẽ bây giờ tôi lại phải đi ăn cắp tài liệu của một bên khác à? Việc của cô rất đơn giản. Đến nhà tôi và lấy thứ này. Tên này đúng là điên rồi. Hắn ta bảo mình đến nhà hắn rồi lấy đồ, thì khác gì tự mở cổng mời trộm vào nhà chứ. Này, anh định bắt tôi đóng vai gì đấy? Đi ăn trộm thôi chứ có cần phải khoa trương thế này đâu. Làm người yêu của tôi thì dĩ nhiên phải ăn mặc đàng hoàng rồi. Cái gì? Làm người yêu của anh á? Cháu là bạn gái của Vi Nam nhà bác à? Rất vui được gặp cháu. Cháu chào bác ạ. Hôm nay cháu đến thăm bác, cháu có một chút quà một biếu bác ạ. Hai đứa vào nhà đi. Tôi có được ăn hết chỗ thức ăn này không? Cô cứ làm xong việc cho tôi đi, cô muốn bao nhiêu cũng có. Không biết gọi cháu là gì nhỉ? Bác cứ gọi cháu là Lan Anh là được ạ. Lan Anh? Thế nhà cháu ở đâu? Có xa chỗ này không? Mà bố mẹ cháu làm nghề gì? Nhà Lan Anh thì ở ngay trong thành phố này thôi ạ. Bố mẹ Lan Anh mới từ nước ngoài về được mấy năm, đang mở một công ty riêng. Thế thì con gái họ chắc sẽ phải giỏi lắm nhỉ? Đây cháu học ngành gì? Cháu không... Tất nhiên là cô ấy không học ở Việt Nam rồi ạ. Cô ấy là du học sinh ở Đức, chuyên ngành quản lý kinh tế. Cô đi học về để phụ giúp gia đình ạ. Thế cháu... À, dì ơi, hôm nay người yêu cháu đến đây là để dùng bữa, chứ không phải là đến để dì tra khảo. Cháu mong rằng dì hãy để cho người yêu của cháu được thoải mái. Mẹ không biết đã làm gì để Lan Anh khó chịu. Xin lỗi Lan Anh nhé, cháu cứ dùng bữa tự nhiên như ở nhà ấy. Cháu đừng để ý nhé. Bác hỏi thế để xem hai nhà có muốn đăng hộ đối không. Nếu cùng mà đẳng cấp ấy thì dù sao cũng dễ nói chuyện hơn. Gì ạ? Con chọn người yêu, cái quan trọng nhất ấy là phải hợp với con, chứ không phải hợp với hoàn cảnh gia đình. Mong gì hiểu cho. Nói thì thói như thế thôi, chứ nếu như nhà Lan Anh mà không có điều kiện ấy thì thật là thiệt thòi cho cô ấy lắm. Bận phải về nhà chồng rồi lại phải tự ti, mặc cảm, có đúng không Lan Anh? Gì ạ? Nếu nói về chuyện môn đăng hộ đối thì dường như dì đã quên mất xuất thân của mình ngày xưa. Ôi trời ơi, chết rồi. Cháu vô ý quá. Anh ơi, cho em nhờ phòng vệ sinh của anh được không? Em đi lên tầng 2, rẽ trái là được. Cho xin phép ạ. Chắc là phòng này rồi. Ôi, trời ơi. Thời tới rồi Lan Anh ơi.
không được. Không được để cho cái đống cổ vật này làm mình hoa mắt chóng mặt thế này được. Phải nhanh chóng tìm sợi dây chuyền. Phải nhanh lên mới được. Mà không biết nó ở đâu nhở? Tôi chết rồi. Tự nhiên em cảm thấy bụng của em không được khỏe. Em không được khỏe á? Em có cần đi bệnh viện không? Thôi không cần đâu, không nghiêm trọng như vậy đâu. Không được, anh không yên tâm một chút nào cả. Lấy được nó chưa? Gì ạ? Chắc là con phải xin phép con đưa bạn gái con về. Ngày hôm nay cô ấy không được khỏe, cho nên con phải đưa cô ấy về nghỉ sớm. Tiếc quá nhỉ? Bác vẫn còn một số câu hỏi muốn hỏi cháu. Tuy nhiên, nếu sức khỏe không được khỏe thì cháu có thể về. Dạ vâng, thế thì cháu xin phép ạ. Hôm khác cháu đến cháu trò chuyện với bác sau nhé. Coi như vụ này xong rồi nhá. Anh phải chắc chắn với tôi là giữ lời hứa đấy. Cô không tiện tay thó thêm thứ gì ấy chứ? Dĩ nhiên rồi. Tuy tôi là ăn trộm, nhưng mà tôi cũng có tâm đấy chứ. Ăn trộm còn uy tín. Cao. Mà. Ngồi dậy ăn chút gì đó đi. Lên. Em không sao mà, không cần đâu. Mà em ấy, chị đã bảo biết bao nhiêu lần rồi. Nếu mà có xin việc thì cũng phải bảo chị một câu. Em biết thừa là sức khỏe của em yếu mà, cần phải nghỉ ngơi và cẩn thận chứ. Nhưng mà em thương chị lắm. Đáng lẽ tương lai của chị rộng mở. Nhưng mà chỉ vì thằng em yếu ớt này mà chị phải làm những việc trái với cả lương tâm của mình. Chị biết điều đó, nhưng mà đấy là công việc chị chọn mà. Nhưng vấn đề là chị sẽ biết dừng đúng lúc. Em không cần phải lo lắng gì cả. Em hiểu không? Chị hứa là sẽ bỏ người này nhá. Chị hứa. Nào, còn bây giờ thì ngoan, ăn hết bát cháo này. À, hôm qua ấy, có một người gửi cho chị một bưu phẩm mà em không tiện xem. Em để đây này, chị xem thử xem. Cái này á? Vâng. Gì thế hả chị? Em xem nào. Ui, ui chị ơi, cái này có khi là do bọn họ gửi đến cho mình thật rồi, những người mà thuê chúng ta ấy. Không phải sợ gì cả, có chị ở đây rồi, nhất định sẽ không có ai làm hại em đâu. Không chị ơi, em sợ lắm, họ gửi những cái này đến, chắc chắn là họ không nói đùa chúng ta đâu ạ. Chị ơi, có khi nào là họ đến tìm chúng ta không ạ? Họ tìm để giết chúng ta đấy. Không không, em bình tĩnh lại. Chị chắc chắn một điều là nếu như mà họ đã đến đây thì bọn họ sẽ không làm gì đâu. Bây giờ em ở yên trong đây, để một mình chị ra xem thôi. Nhớ là ở yên trong đây nhá. Chị phải cẩn thận đấy nhá. Thank you.
Chào cô. Cô có phải là Lan Anh không? Anh là ai? Tôi là Tùng Anh, là thư ký của văn phòng chủ tịch SVM. Anh là thư ký của chủ tịch SVM á? Vâng. Chủ tịch Vina của tôi có muốn lời mời cô đến gặp anh ấy. Nếu như bây giờ cô tiện thì có thể đi cùng tôi một chút được không? Nhưng mà rõ ràng là tôi hoàn thành nhiệm vụ cho anh ta rồi cơ mà. Tự nhiên anh ta tìm tôi có việc gì nữa? Mời cô.